Làm bánh bông lan không cần lò nướng mà cũng không cần bột nở. Và đây là công thức đơn giản nhất mà mình biết. Tại vì nguyên liệu chính mình cần chỉ có 3 cái trứng gà và 100 gram bột. Sau khi tách riêng lòng đỏ và lòng trắng thì mình sẽ khuấy tan lòng đỏ với những nguyên liệu đã ghi trên màn hình. Nếu không có sữa thì mình dùng nước, không có bơ thì mình dùng dầu ăn. Hương vị thì tùy các bạn thích loại nào. Có thể là vani, dâu, matcha hoặc là như hôm nay thì mình dùng một ít cà phê. Khuấy đều với bột rồi thì mình để qua một bên. Tiếp theo mình sẽ xử lý 3 cái lòng trắng trứng, cho vào đây một ít chanh và mình sẽ khuấy đến khi nổi bọt thì sẽ bắt đầu cho đường. Mình dùng khoảng 50 gram đường. Cứ chia nhỏ ra từng phần và cho vào từng ít một. Các bạn không có máy thì có thể khuấy tay nó cũng bông nữa đó. Đến khi nó bông thành cái chớp như vậy là được nè. Giờ mình chỉ việc trộn đều hai cái hỗn hợp này lại. Cho 1/3 lòng trắng trứng vào lòng đỏ và trộn đều. Sau đó thì đổ hết cái hỗn hợp lòng đỏ này vào cái lòng trắng và lại trộn đều một lần nữa. Bước cuối cùng là mình sẽ thoa dầu ăn vào lòng nồi cơm điện. Cho bột vào và bật chế độ nấu cơm. Nồi nhà mình nó nấu chắc tầm 25 phút á. Mình dùng đũa thử bánh xem nó chín chưa. Cái này cực kỳ đơn giản luôn đó. Là mình đã có bánh bông lan để ăn rồi. Mình làm được mấy cái bánh trung thu khoai lang tím, cái màu nó đã gì đâu luôn á. Mà cách làm á tuy nhiều công đoạn nhưng mà dễ ơi là dễ. Trước tiên chỉ cho mọi người cách xên nhân đậu xanh nha. Mình ngâm đậu xong rồi luộc chín mềm. Các bạn dùng muỗng tán cũng được hoặc là có máy xay sinh tố thì nhanh hơn. Sau khi xay đậu với đường thì mình tự nếm thử xem vừa ăn chưa. Sau đó sẽ cho vào một cái chảo không dính, thêm dầu ăn và bột bắp rồi lúc này khuấy không có ngừng tay nha. Nhân dịp trung thu trăng tròn trọn tình yêu thương, các bạn có thể lên Shopee để mua bánh biếu tặng người thân. Hoặc muốn cho đặc biệt và ý nghĩa hơn thì mình hãy mua nguyên liệu và dụng cụ để tự tay làm bánh trung thu như là Châu đang làm nè. Phần nhân là khó nhất á, bây giờ đến vỏ bánh thì siêu dễ luôn. Mình luộc chín khoai xong rồi nghiền nhỏ ra. Bởi vì trong khoai nó hay có mấy cái xơ á, thì lúc này á muốn cho bánh được mịn mình sẽ ép cái khoai này qua một cái rây nữa. Mình làm này lúc khoai còn nóng luôn. Sau khi xong á thì khoai cũng vừa kịp nguội. Các bạn có thể dùng tay để nhồi nó. Lúc này các bạn có thể bỏ vô miệng ăn vụng được á, rất là ngon. Vì cái khuôn của mình khá là nhỏ cho nên mình sẽ chia 20g vỏ và 20g nhân. Cái khuôn này á mình đã sắm nó từ năm ngoái rồi. Năm ngoái cũng làm kha khá bánh trung thu xong rồi năm nay lại lôi ra làm tiếp. Một trong những cái món đồ mình mua thấy rất là đáng luôn á. Các bạn nhìn thành quả nè. Bộ này á mình chỉ có 4 cái mẫu thôi. Nhưng mà mình thấy á chắc có tới cả 100 cái hoa văn lận đó. Những cái bánh khoai lang tím này á thật sự rất là dễ làm. Mà thành quả thì rất là đẹp. Các bạn hãy thử nha. Các bạn có bao giờ chế biến khoai lang thành một món mặn chưa? Hôm bữa mình làm bánh trung thu á còn dư mấy củ. Giờ sẽ đem đi nướng bằng nồi chiên không dầu. Hồi xưa lúc mới ra trường á có thời gian mình luôn luôn đi làm bằng chuyến xe buýt đầu tiên của ngày. Mà mấy bạn biết á là trên những cái chuyến xe đó đa phần đều là dân lao động hết á. Mình nhớ hôm nào cũng đi chung với một cô bán khoai hết. Trên cái gánh của cổ là có khoai tím, khoai trắng, khoai mật. Có bữa còn có cả chuối sáp luộc nữa. Mà thường thì người mở hàng cho cổ cũng chính là những hành khách của chuyến xe buýt đầu tiên đó. Chỉ cần 5.000 là đã mua được 1-2 củ khoai cho bữa sáng rồi. Và mình thì suốt cả một thời gian dài á cũng chỉ biết ăn món khoai luộc. Bữa nào có điều kiện nhóm bếp than á thì mới được ăn khoai nướng. Bây giờ thì tiện lợi rồi, có thể nướng được khoai bằng nồi chiên không dầu. Mấy củ khoai tím của mình hơi khô. Nếu mà có khoai lang mật á làm món này thì ngon lắm. Giờ mình sẽ trộn vào đây thêm phô mai rồi cắt nhỏ những cái thịt heo muối chiên giòn vô. Thêm một ít lá thơm hoặc là hành lá. Nếu có một ít sữa cho vào cũng được luôn. Sau đó mình nhồi cái phần khoai trộn này vào trở lại cái vỏ và đem nướng thêm. Nướng 200 độ trong vòng 5 đến 7 phút cho cái phô mai này nó chảy ra. Khoai lang có vị ngọt nhẹ kết hợp với lại vị mặn của thịt heo muối cộng với cái béo ngậy của phô mai chảy rất là ngon và lạ miệng. Bánh trung thu không cần lò nướng mà cũng không cần nhiều nguyên liệu phức tạp. Thật ra nó chỉ là một phiên bản biến tấu từ bánh Oreo nè. Mình cũng sẽ cần thêm một bộ khuôn ép bánh trung thu. Mình dùng một gói bánh 133g thì sẽ được 4 cái thành phẩm. Công đoạn này rất là thú vị, đó là tách rời phần kem bánh và vỏ bánh nè. Với phần kem thì mình sẽ tán cho nó mịn đều và vo thành 4 viên bằng nhau. Vo xong rồi mình sẽ cất tủ lạnh cho phần nhân cứng lại. Bây giờ mình sẽ đem cái phần vỏ bánh đi giã nhuyễn. Hoặc là nếu có máy xay á thì mình xay cho nó lẹ. Rồi mình sẽ được một cái hỗn hợp bột bánh mịn như thế này nè. Mình sẽ cho vào đây từ từ vài muỗng sữa tươi cho cái phần vỏ bánh này nó hơi ẩm một xíu. Mình có thể thay thế sữa tươi bằng bơ lạc hoặc là nước lọc. Rồi mình sẽ đem quay trong lò vi sóng khoảng 30 giây. Khi đó phần vỏ bánh sẽ chín mềm và hơi xốp một chút. Mình sẽ để nó nguội hoàn toàn trước khi làm bước tiếp theo nha. Cái khuôn ép này mình có thể thay đổi rất là nhiều hoa văn. Bây giờ đến phần thú vị là mình sẽ ép bánh trung thu. Cho một lớp vỏ bánh cho nhân vào giữa rồi tiếp tục cho một lớp vỏ bánh khác. Rồi ép hơi chặt tay cho bánh định hình. Đặc biệt là cái bánh trung thu này làm ra có thể ăn ngay. Pha thêm một bình trà ngon nữa nha. Đây mình làm một món mà mình không biết đọc tên luôn á mọi người. Dulce de leche trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là mứt sữa. Cách làm thì không còn gì đơn giản hơn. Mình cần một lon sữa đặc có đường, lột hết cái phần nhãn giấy bên ngoài. Các bạn dùng loại lon có nắp bật cũng được. Cho nó vô một cái nồi nhỏ thôi. Tại vì mình sẽ đổ nước ngập cái lon luôn nha. Sau đó mình sẽ nấu sôi trên lửa nhỏ trong vòng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Các bạn càng nấu lâu á thì cái này nó sẽ càng cô đặc lại. Mình đem ra để nguội trước khi khui hộp nha. Và đây chính là cách đơn giản nhất để làm cái món mứt sữa này. Nó sẽ có một cái hương vị tương tự như là kẹo
caramel vậy đó. Nhưng mà cái cấu trúc nó mềm mịn và béo hơn. Dulce de leche thì rất là phổ biến trong các món tráng miệng ở Nam Mỹ. Mình sẽ bỏ vào hũ thủy tinh và dùng như một món mứt, ăn kèm với bánh mì, bánh ngọt hoặc là kem. Mình sẽ khuấy trộn để cho cái món mứt này nó mềm mịn hơn. Làm sẵn một cái hũ mứt sữa như vậy để trong tủ lạnh á, thì bữa nào mà thèm ngọt á, mình có thể bỏ lên một lát bánh mì và mình sẽ có một món rất là lạ miệng và thú vị luôn. Chỉ còn một lon sữa thôi, các bạn hãy làm thử nha.